Dù có một người xem, tôi vẫn sẽ làm. Nên là các bạn cứ yên tâm mà các bạn thưởng thức, và các bạn cứ comment mạnh tay xuống dưới cho tôi biết, để mà tôi có thể gói những cái giá trị thật là đẹp mắt nè, thật là tuyệt vời nè, để gửi đến các bạn. Kính chào tất cả các bạn. Lâu lắm rồi tôi mới được cái cảm giác được ngồi đây để mà chia sẻ những gì mà tôi thấy giá trị đối với các bạn. Và hôm nay tôi có một cái chủ đề rất là hay. Nhưng mà trước khi vào chủ đề thì tâm trạng của tôi bây giờ là rất là vui. Tại vì sao? Bây giờ là đang muốn thu hình video. Tại bữa giờ là tôi đi làm công việc chuyên môn của tôi á, dịch, nhưng mà tôi vẫn đi làm. Như các bạn đã biết, bạn nào đã biết công việc của tôi rồi á, thì dịch tôi vẫn đi làm, chứ không có được dịch, không có được nghỉ nhà tránh dịch. Thì dịch bữa giờ đi làm nên là cũng không có ngồi ở đây để mà làm video. Mà giờ là đang có cảm hứng để mà làm video thì nó lại phát sinh một cái trường hợp ngoại lệ, đó chính là trời mưa. Nhưng mà tôi lại nhớ một cái câu: một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Nên là tôi vẫn làm luôn. Nên là nếu mà cái video này có bị tạp âm quá nhiều mà các bạn nghe không rõ chỗ nào á, thì hy vọng là các bạn có thể comment xuống dưới cho tôi biết, để mà tôi có thể được làm lại video nè. Hoặc là cái ý nào mà quan trọng quá thì tôi có thể làm lại video. Còn nếu mà cái ý nào mà nó ngắn á, thì tôi có thể trả lời trực tiếp cho các bạn ngay và luôn. Rồi còn một cái trước khi vào chủ đề nữa, là như các bạn đã thấy thì mấy bữa mà trước đây á, thì tôi có tăng cường làm những cái video dưới 1 phút, những cái video short. Mà những cái video đó nó có hiệu ứng rất là nhiều, rất là cao so với những cái video dài như thế này. Mà tôi nói thiệt với bạn là làm những cái video dài như thế này á, làm rất là cực nè, rất là vất vả nè, mà hiệu suất nó không có nhiều á, có mấy lượt xem à. Video nào cao á thì được có 4-5 chục lượt xem à. Nên là nó làm rất vất vả. Nhưng mà cho dù có một người xem, tôi vẫn sẽ làm. Nên là các bạn cứ yên tâm mà các bạn thưởng thức, và các bạn cứ comment mạnh tay xuống dưới cho tôi biết, để mà tôi có thể gói những cái giá trị thật là đẹp mắt nè, thật là tuyệt vời nè, để gửi đến các bạn. Còn một cái nữa là làm những cái video dài như thế này á, nó rất là cực và nó rất là vất vả. Còn làm những cái video ngắn á, thì nó rất là dễ. Nên là cái video nào mà tôi làm dài á, thì tất nhiên nó sẽ có giá trị rất là nhiều cho các bạn. Nên tôi mới làm những cái video dài như thế này. Nên là tôi hy vọng nếu mà bạn nào á mà không có thời gian nhiều á, thì bạn nên lưu lại cái video, hoặc là bạn nên để cái video ở chế độ xem sau, để các bạn có thể được hưởng thụ trọn vẹn những cái giá trị của tôi dành cho bạn. Và chủ đề ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu đến các bạn là: có bao giờ bạn cảm thấy là bạn rất chán nản với công việc của mình, và mỗi sáng thức dậy á, bạn như là không muốn để mà thức dậy, hoặc là những cái bữa mà chủ nhật á, bạn không có muốn là ngày mai là ngày thứ hai để mà bạn có thể được đi làm không? Bạn đa số mọi người á là đều cảm thấy chán nản công việc đến mức đó. Hoặc là trường hợp thứ hai là bạn có khi nào mà có một cái mục tiêu, bạn có một cái ước mơ rất là xa vời, và bạn đã cố gắng rất nhiều, bạn đã làm điên làm dại, bạn đã làm mọi cách, nhưng mà không bao giờ bạn chạm được đến những cái ước mơ đó. Hoặc là một cái trường hợp khác, là trường hợp thứ ba, là bạn đã có bao giờ có cảm giác là bạn quá rảnh, bạn ngủ quá nhiều, hoặc là bạn cảm thấy bạn không có mục tiêu nào hết, bạn không biết là mình nên làm việc gì, rồi bạn không biết là mình thích cái gì, bạn ước mơ cái gì, và bạn đứng yên một chỗ á, bạn cảm nhận là mình đang có cảm giác là mình đứng yên một chỗ. Và cái chủ đề ngày hôm nay tất nhiên tôi sẽ nói với bạn là làm thế nào để bạn có động lực mỗi khi bạn cảm thấy chán nản nè, mỗi khi bạn cảm thấy là mục tiêu quá cao vời, và mỗi khi bạn cảm thấy không biết làm gì, bạn đang làm biếng. Và làm thế nào để bạn có thể bơm động lực vô bản thân của mình, để mà có thể có nhiều động lực hơn, để mà chạm nhanh hơn đến cái ước mơ của bạn. Và xin chào các bạn, lại là tôi đây. Trước mặt các bạn đây là một chàng trai nhỏ bé, dễ thương và lý thú của kênh Kiếm Tiền và Du Lịch. Và trước khi vào chủ đề, tôi xin nhìn bạn và nói về việc đăng ký. Tôi rất vui khi tất cả các bạn tham gia vào đại gia đình này, vì nó vô tình sưởi ấm trái tim bé nhỏ của tôi. Đừng quên nhấn vào nút chuông đó. Nếu có video mới ra, bạn sẽ nhận được thông báo, và rất có thể bạn là người đầu tiên
thưởng thức được nó. Và hôm nay chúng ta sẽ bàn với nhau làm thế nào để có động lực mỗi khi bạn bị tụt động lực một cách trầm trọng. Và trường hợp 1, khi bạn đang chán công việc của bạn và bạn không muốn là thức dậy sớm, hoặc là bạn không muốn hôm nay phải là ngày cuối tuần để mà ngày mai mình phải đi đến công sở mình làm việc. Và câu trả lời duy nhất cho trường hợp 1 này đó chính là hãy tìm ra thứ bạn thích và bạn tò mò về nó. Và một cái nữa là làm sao để mà biết được cái thứ nào bạn thích, thì chính vì vậy bạn mới cần ngồi xuống và điềm tĩnh lấy giấy và viết ra, ghi những việc nào bạn thích. Và nên nhớ chỉ 3 đến 5 việc là cần thiết cho bạn. Nếu mà bạn có quá nhiều mục tiêu, bạn sẽ bị rối não và bạn sẽ bị loạn và không có cái mục tiêu nào ra mục tiêu nào cả, và bạn sẽ đi giữa chừng là bạn nản rồi xong bạn đứng núi này bạn trông núi nọ, chứ bạn không bao giờ mà bạn chạm đến được cái đỉnh mà đỉnh cao trong cái mục tiêu của bạn cả. Nên là hãy 3 mục tiêu đến 5 mục tiêu là cần thiết cho bạn. Và còn một cái điều đặc biệt trong cái trường hợp 1 này nữa là bạn phải làm, bạn mới biết được là bạn có đam mê về việc đó hay không. Giống như tôi, trước khi tôi làm cái YouTube, kênh YouTube này cũng vậy, tôi không biết là tôi có phù hợp với cái kênh YouTube này hay không, và tôi suy nghĩ rất là nhiều. Và không biết là sau khi mà làm như vậy rồi, những người đồng nghiệp hoặc là những người bạn thân của mình nó biết mình làm thì như thế nào. Trời ơi, mất thời gian suy nghĩ mấy năm trời luôn. Thà trong mấy năm trời đó mình làm, mình sai, mình sửa, mình sai đến đâu mình sửa đến đó, mình xây dựng từng chút một thì nó sẽ tốt hơn là bạn phải dành thời gian bạn suy nghĩ coi là bạn đam mê cái gì, bạn phù hợp với cái gì. Thay vào đó tập trung vô làm liền luôn thì nó sẽ tạo ra hiệu ứng cho bạn. Và cách tốt nhất là bạn phải quăng mình bạn vào cái việc đó để bạn có thể biết được là bạn có mê nó hay không, bạn có phù hợp với nó hay không, và bạn từ đó bạn có thể sắp xếp thời gian biểu của bạn một cách hợp lý. Còn nếu mà bạn dành thời gian bạn suy nghĩ quá nhiều thì bạn sẽ không bao giờ biết được bạn đam mê cái gì cả. Nên là nếu mà bạn còn trẻ thì bạn mê cái gì bạn làm cái đó thôi, không cần suy nghĩ nhiều đâu. Như tôi hồi đó cũng vậy, tôi đã quăng mình tôi vô làm tất cả mọi việc, làm thích, mình thích gì là mình làm đó, miễn sao nó phù hợp với đạo đức, phù hợp với pháp luật là được. Còn cái việc mà bị người khác chê cười hoặc bị người này nói khùng, người kia nói điên thì kệ người ta không ảnh hưởng gì đến mình cả. Và việc của mình là làm khùng làm điên để mà có thể chạm đến ước mơ của riêng mình. Và đó là cái trường hợp số 1, là khi bạn quá chán nản với công việc thì bạn nên tìm một cái gì đó bạn thích và bạn dấn thân vào, bạn làm khùng làm điên làm dại cho đến khi nào bạn đạt đến được một cái mức mà bạn mong muốn. Giống như là việc chạy bộ đi, ví dụ như bạn đang chán một cái môn thể thao nào đó, ví dụ như bạn bơi lội quá giỏi rồi, bạn chán một cái môn bơi lội đó rồi, thì bạn có thể bạn chuyển qua môn chạy bộ. Mà bạn trước khi bạn chạy bộ á, bạn cứ suy nghĩ là không biết tôi có chạy được hay không, rồi tim tôi nè có chạy được hay không. Nhắc về việc chạy bộ thì tôi mới nhớ đến là lịch sử của tôi luôn, là tôi đã từng phẫu thuật dây chằng chéo 4 lần. Các bạn nghe có kinh khủng hay không, nhưng mà đó là sự thật. Lần đầu tiên tôi mổ bị nhiễm trùng, lần thứ hai tôi mổ để mà xử lý cái việc nhiễm trùng này, đó chính là mổ và cắt lọc nhưng mà chưa lấy cái dây chằng ra, là nó dây chằng nó bị đứt rồi, là lần đầu tiên tái tạo là ghép cái dây chằng vô và nó bị viêm cái dây chằng, nhưng mà mình vẫn muốn giữ cái dây chằng nên lần thứ hai mình bắt đầu mình xúc rửa cái đầu gối và mình bắt đầu mình cắt những cái phần mà nó bị nhiễm trùng. Nhưng mà cái lần thứ hai này nó cũng không thành công, tại vì nhiễm trùng quá nặng. Và đến lần thứ ba mình phải tháo cái dây chằng mà lần đầu tiên mình phẫu thuật mà mình bị viêm, mình phải tháo cái dây chằng ra. Và đến một năm sau mình mới phẫu thuật lại một cú phẫu thuật lần thứ tư nữa, đó chính là nối một cái dây chằng khác vô. Là tổng cộng tôi đã phẫu thuật 4 lần, nhưng mà đến thời điểm hiện tại là tôi phẫu thuật là cách đây khoảng 3 năm rồi, là năm 2018, thì đến hiện tại tôi chạy bộ được 10 cây số liên tục. Chạy nhanh thì không phải chạy nhanh, nhưng mà 30 phút dành cho 6 km, đó là cũng là một thành quả rất là ổn. Lần đầu tiên thì tôi chạy bộ á, sau khi mà phẫu thuật xong á, tôi chạy bộ á, nó không được, tại vì hai cái khớp là cái chân, cái khớp dưới với khớp trên nó cứ cạ nhau, do là cái dây chằng nó còn lỏng và do cơ còn yếu, chạy nó cứ cụp 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 kia, và mình nghĩ là mình không sẽ không chạy bộ được.
Nhưng mà rốt cuộc thì mình đã cố gắng và cơ mình đã to hơn và dây chằng của mình nó lại khỏe hơn và khớp của mình bắt đầu nó khít lại và nó không có bị cụp nữa. Nên là tôi hãy khuyên bạn là bạn phải quăng bạn vô trong trường hợp đó, bạn mới thấy được những cái khó khăn và những cái ưu điểm của bạn để mà bạn tìm được cái đam mê của bạn. Chứ bạn ngồi mà bạn suy nghĩ thì nó sẽ tiêu tốn thời gian và tuổi trẻ của bạn. Thời gian là thứ miễn phí nhưng nó không có hoài cho bạn, mà bạn phải tận dụng tối đa cái thời gian của bạn. Và đối với mỗi con người thì chỉ có 7 đến 8 lĩnh vực là quan trọng thôi. Đừng dành thời gian mà cho những cái việc vô bổ như là nhậu rồi ngồi nói chuyện phím với bạn bè, mà hãy dành thời gian đó cho những việc quan trọng của bạn. Đó chính là trường hợp số 1, bạn đang chán công việc. Còn trường hợp số 2 đó chính là bạn đang bế tắc trong việc thực hiện những mục tiêu, ước mơ to lớn của bạn. Thì lời khuyên duy nhất đó chính là bạn đang đặt những cái mục tiêu và cái mơ ước của bạn quá cao. Nó không có gì sai và nó rất là đúng. Tại vì bạn phải biết mơ lớn, nhưng hãy chia nhỏ những cái mục tiêu và những cái ước mơ đó ra thành những cái mục tiêu thật là nhỏ để bạn có thể từng bước mà vươn đến cái ước mơ cao lớn này của bạn. Giống như tôi hồi mới làm YouTube, tôi cũng đặt ra mục tiêu rất là lớn là nút vàng YouTube là 1 triệu người subscribe kênh của bạn. Nhưng mà nó rất là khó khăn. Tôi rất là mơ rất là lớn. Nhưng mà đúng là thực hiện cái việc gì, làm chơi cái việc gì nó cũng khó khăn cả. Và mình tự ý thức bản thân mình là bây giờ là mình phải đặt những mục tiêu thật là nhỏ, là thí dụ như 1.000 lượt đăng ký trước, rồi xong lên 10.000, rồi xong lên 100.000, rồi xong lên 1 triệu. Là mình cứ đặt ra những cái khoảng thời gian, thí dụ như 1 năm là mình phải hoàn thành xong 1.000. Rồi sau khi đó 1 năm mình làm 1.000 thì 1 tháng mình phải làm được 100 lượt đăng ký. Thì mình cứ chia nhỏ ra và mình đo lường liên tục, và mình cải thiện bản thân mình không ngừng và chất lượng sản phẩm của mình không ngừng, thì mình sẽ từ từ chạm đến ước mơ của riêng mình. Một cái ví dụ nữa là thí dụ như bạn đang có lương tháng khoảng 10 triệu mà bạn muốn sở hữu một cái ô tô khoảng 1 tỷ thì bạn thấy là bây giờ nó rất là khó khăn, và ngay trong thời đại này là thời đại Covid nữa thì nó càng khó khăn hơn. Nhưng nếu mà bạn chia nhỏ những cái mục tiêu, những cái ước mơ của bạn ra và bạn học hỏi về đầu tư nè, kinh doanh thêm nè, thì tiền của các bạn sẽ nhân lên rất là nhanh trong một cái thời điểm nhất định. Bạn hãy tin tôi đi, bạn cứ làm, bạn cứ liên tục, bạn mày mò, bạn tìm kiếm, thì đến một lúc nào đó nó sẽ có một cái kết quả cộng dồn không ngờ, và bạn sẽ rất là bất ngờ về cái kết quả đó. Còn cái trường hợp số 3 là bạn đang quá chán nản, bạn đang quá rảnh và bạn không biết làm gì. Thì cái lời khuyên hữu ích nhất là rất là khó khăn trong cái trường hợp số 3 này. Tôi có một người bạn cưới nhau cũng lâu rồi. Là hai vợ chồng cưới nhau cũng lâu nhưng mà bị hiếm muộn. Và khi đi khám bác sĩ thì không tìm ra nguyên nhân. Và hiếm muộn, nếu mà tìm ra nguyên nhân á, nếu mà tìm ra cái vấn đề á, thì mình giải quyết được, nó nhanh chóng và nó dễ. Còn ở đây là không biết nguyên nhân, nên là rất là khó khăn trong cái việc xử lý cái việc hiếm muộn này của anh bạn của tôi. Nên là giống như cái trường hợp 3 nè, bạn sống một cuộc đời, bạn không biết được cái mục tiêu, bạn không biết được cái ước mơ của bạn, và bạn rất là rảnh, bạn không có gì làm, hoặc là bạn quăng mình, bạn vô những thứ vô bổ như là cờ bạc, rồi rượu chè, hoặc là hút sách, thì nó quá phí thời gian của bạn. Và đến một khoảng thời gian khủng hoảng, đến khi mà cuộc đời tát cho bạn vài cú tát, thì bạn mới nhận ra là bạn đã lãng phí thời gian quá nhiều. Giống như tôi cách đây khoảng 5 năm, tôi cũng đã bị những cái cú tát rất là đau. Và mình chợt nhận ra là mình bị khủng hoảng tinh thần rất là nhiều. Nên là nếu mà bây giờ bạn đang rảnh thì hãy coi chừng. Đừng nghĩ là mình đang ở đỉnh cao mà mình lại bỏ qua những thứ cơ bản nhất. Mình lại bỏ qua những cái khoảng thời gian quan trọng nhất để mà mình có thể trau dồi kiến thức nè,
kiếm thêm tiền nè, hoặc là mình có thể đầu tư kinh doanh một vấn đề gì đó, nó sẽ hậu vệ phía sau cho bạn rất là nhiều. Nên là nếu mà bạn đang không biết lý do bạn sống trên cuộc đời này để làm gì thì thật là lãng phí. Nên là nếu mà bạn nào rơi vô trường hợp thứ ba thì bạn nên đặt cho mình một cái mục tiêu nhỏ, thí dụ như là chơi một môn thể thao nè, tạo ra một cái sản phẩm gì đó nè, hoặc là đầu tư vô một cái thị trường nào đó để kiếm thêm tiền. Còn nếu mà nhà bạn quá giàu rồi á thì bạn có thể xem xét đến trường hợp là trong sự nghiệp của bạn, bạn nên phấn đấu ở những vị trí cao hơn trong lĩnh vực chuyên môn của bạn. Từ đó bạn sẽ có thể có được những cái mục tiêu và bạn sẽ bớt rảnh hơn. Và nếu mà bạn nào mà sống trên tiền của cha và mẹ thì nó cũng không có thú vị gì trong cuộc sống này cả. Và đối với tôi thì mình phải tự quăng mình vô xã hội và mình phải tự làm những đồng tiền đầu tiên của mình, và mình phải tự gầy dựng cơ nghiệp của mình. Như thế sẽ rất là tốt hơn là bạn cứ trông chờ vào cha mẹ, hoặc là bạn cứ phụ thuộc vô một cái gì đó nó rất là cố định và nó gọi là chén cơm sắt của bạn á. Thì nó không đơn giản là chén cơm sắt đâu, và nó sẽ bị hất đổ ra một lúc nào mà bạn không hay. Theo thực tế kinh nghiệm của tôi á, thì tôi thấy là không có ai giàu ba họ, không có ai khó ba đời là như vậy đó. Bởi vậy nếu mà bạn cứ trông chờ, bạn cứ mãi là nghĩ là mình đang ở trên một cái đỉnh rồi đó, thì bạn sẽ không bao giờ phát triển được lên nữa. Nên là trong cái trường hợp số 3 này rất là khó để mà đưa ra một lời khuyên hợp lý. Nên là bạn nào mà có một cái ý tưởng nào á thì hãy comment xuống dưới cho tôi biết. Còn nếu mà tôi gặp một người trong trường hợp đó thì tôi cũng không biết khuyên như thế nào. Tại vì sao? Đó là không có lý do, vô sinh không có lý do, không có nguyên nhân và không có một cái vấn đề để mà mình giải quyết. Nên là nếu mà bạn rơi vô hai trường hợp ở trên, trường hợp 1 và trường hợp 2, thì tôi có thể cho bạn hai cái lời khuyên hữu ích như ở trên. Và nếu mà bạn rơi vô trường hợp thứ ba là bạn không có mục tiêu, không có mục đích, thì bạn nên tìm ra cái việc nào bạn thích và bạn theo đuổi, bạn phấn đấu để đạt được nó. Còn nếu mà bạn tìm mãi mà không ra nữa thì tôi cũng bó tay luôn. Nên là video ngày hôm nay làm thế nào để mà bạn có động lực trong cuộc sống, thì đó là những cái mẹo hàng ngày tôi đã làm và tôi cảm thấy nó rất là phù hợp cho tôi và tôi cảm thấy rất là hữu ích. Nên là tôi cũng muốn chia sẻ lại trong video này với các bạn. Và video ngày hôm nay đã hết. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem đến giờ phút này. Và nếu video này có quá làm phiền bạn, hãy comment xuống dưới cho tôi biết để tôi không làm những chủ đề xàm như thế này nữa. Còn nếu hay, hãy like, share. Và nếu đây là lần đầu tiên, hãy nhấn vào nút đăng ký giùm tôi nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào video sau. Bye bye. Cảm ơn bạn đã xem đến hết video. Trong thời buổi 4.0, nếu không đăng ký thì sẽ dễ lạc mất nhau lắm đấy. Vì vậy hãy nhấn vào nút đăng ký bên đây. Còn nếu video của tôi có lỗi gì, hãy mạnh tay comment xuống cho tôi biết, để tôi có thể được điều chỉnh để gửi đến những giá trị tuyệt vời nhất dành cho bạn.